Vâng, xin chào các bác. Bác nào có thích một con loa hàng đẹp mà lại nguyên đai nguyên kiện không ạ? Đây. Đấy, hàng em từ khui ra em thấy là rất là đẹp, thế là em quay luôn. Đấy, em còn chưa thèm gọi là rạch cái dây ra. Cái dây này thì về các bác cắt nha, cắt cho nó sướng. Này lại biết trải nghiệm gọi là bóc cái hàng bã nó như thế nào. Đấy. V7 các bác nhá, V7. Công suất của nó là 70W một loa các bác nhá. Công suất là 70, trở kháng là 6 ohm. Đấy, cầu loa là cầu kẹp này. Thành vách còn rất là ngon, rất là đẹp. Nói chung cặp này là rất là đẹp này. Đấy. Tép tiếc ở đâu ra đấy luôn nhá. Dòng chép đom các bác nhá, chép đom. Đấy, bát thì là bát 13. Đấy, màng giấy, dòng con cao su, tiếng rất là giòn và hay. Con này thì bên trong nó có cả phân tần các bác nhá, hàng có cả phân tần đấy, không phải đùa đâu. Đấy, loa có phân tần đàng hoàng, và phân tần nó rất là khủng. Về các bác có thể là mở cái bát ra cũng được, xong mình sẽ có thể nhìn được cái phân tần bên trong, rất là khủng luôn. Đấy, con này thì về giá thì vâng, giá của nó là 1.150.000 các bác nhá, giá là 1.150.000. Về kích thước của nó này, cao là 27 này, rộng là 15 này, và sâu là 23.5, sâu 23.5, cao 27, rộng 15. Đấy, về giá thì nhiêu đó rồi là 1.150.000. Vâng, 1.150.000 cho con hàng V7, hàng đẹp này. Đấy, tuyệt vời luôn các bác nhá, hàng bãi nhưng về và nói là cực phẩm luôn đấy. Về các bác bóc đai nhá. Đấy, thì bác làm một chốt thì để em test bàn giao cho các bác, đảm bảo cho các bác là bát tép từng trước một lên ok. Đấy, và bên em test hàng nhá, nó sẽ là như này. Thứ nhất là sẽ đọc tên các bác, thứ hai cộng tỉnh thành, thứ ba cộng ba số điện thoại cuối. Đấy, mỗi thứ một tí đọc như vậy để cho các bác biết rằng à, đấy là hàng của mình mà vẫn không bị lộ thông tin, vẫn được biết hàng chính xác hàng của mình rồi và không bị lộ thông tin. Đấy, em test bàn giao cụ thể như vậy, được chưa ạ? Nên là các bác không sợ bị là thế này thế nọ các kiểu, đúng không ạ? Đấy, ví dụ nhá, em lấy ví dụ này. Ví dụ em đặt, ví dụ em đọc này. Hôm nay em sẽ test cho bác Hùng. Bác Hùng ở Quảng Bình hay là ở Thanh Hóa hay là Nghệ An. Đấy, thế là cái tỉnh nhá, tỉnh là Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An nhá. Có đuôi số điện thoại là 375. Đấy, hay là 123 hay là 567. Đấy, ba số cuối cộng tên cộng tỉnh thành các bác thì chắc chắn là của các bác rồi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ trùng một cái thì không nói làm gì, hai cái không làm gì, nhưng ba cái mà trùng thì khó lắm các bạn, không bao giờ có chuyện đó. Đấy, thế nên là có yên tâm nha, đã test là em sẽ test bàn giao cho các bác đủ luôn, ba tép lên ok, sau đó bên em mới đóng hàng về cho các bác, được chưa ạ? Đấy, cam kết về về gọi là chất lượng luôn. Đấy, thì dòng này thì về các bác có thể là đấu vào công suất mini để nghe nhạc, hoặc có thể làm loa trợ lời cũng được. Đấy, trợ lời đây thì có thể là trợ lời hát hoặc là nghe. Tuy nhiên thì con này em bán chứa để kê thành một bộ dàn mini, tức là có công suất ở giữa hai loa hai bên. Đấy, là chính. Còn cái chuyện mà trợ lời trợ leo thì cái này có phải tìm ở trên mạng để xem cái cách người ta đấu như thế nào để nó không bị tăng trở kháng mà nó vẫn hay. Đấy, đơn giản nó vẫn hay. Thì cái này có tìm hiểu trên Google hoặc là web, tại vì các cái này thì người ta đây. Bây giờ người ta chia sẻ rất nhiều công nghệ, người ta chia sẻ rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Cái gì hay là người ta chia sẻ hết lên trên mạng để mọi người cùng sử dụng. Thế nên là các bác có thể vào ra tìm hiểu. Đó, về dòng này thì là bát em bảo nó rồi, bát 13, tách chép đom. Từ của bát thì còn được bọc kim loại 7 màu giảm nhiễu các bác nhá. Tiếng rất hay luôn. V17. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua là số 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà em. Qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Đấy, một trong hai số thì gọi số nào cũng được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Về giá thì như em đã nói nhá. Đấy, là 1.150.000. Vâng, xin chào các bác.